What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Thì như các bạn đã xem cái tiêu đề thì chắc hẳn các bạn đã thấy được là Idra đã ra một chiếc bàn phím cơ màu hồng RGB. Và tất nhiên chuyện đó là không có xảy ra trong thực tế thì các bạn cũng có biết rồi. Idra nó không có phiên bản màu hồng RGB nào cả. Thì ở đây là chiếc EK387 RGB. Đó. Tất nhiên nó sẽ là phiên bản màu đen và full màu đen nhé. Thì hôm nay mình sẽ cùng hướng dẫn cho các bạn để thay thế con này bằng một cái phiên bản full màu hồng từ trên xuống dưới mà có đèn LED RGB luôn nhé. Đây là con EK387 RGB phiên bản 2020 và nó sẽ có một chút cái khác biệt so với phiên bản cũ, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn thôi nào. Let's go. Đầu tiên thì các bạn phải cần có một cái cover màu hồng như thế này. Cover màu hồng này thì chúng ta có thể mua ở trực tiếp ở trên shop Boss Gear luôn nhé. Và giá của nó chỉ khoảng 150.000. Tiếp theo thì chúng ta cần phải có một cái cạc. Và cái cạc này phải đủ cứng để mình có thể mở được cái cover của thằng EK này ra. Và tất nhiên chúng ta phải có một chiếc EK387 RGB rồi. Bản thường cũng được nhé. Nhưng mà bản thường thì nó có sẵn cái phiên bản màu hồng rồi, chúng ta không cần phải làm cái trò này. Ngoài ra thì chúng ta cần phải chuẩn bị thêm một cái bộ keycap mà màu hồng nữa. Bình thường thì bên Idra nó có bán một cái bộ full màu hồng, nhưng mà mình thích cái bộ PPT này hơn. Bộ PPT màu trắng hồng này mình phối vào thì nhìn nó sẽ có cảm giác cao cấp hơn. Với lại PPT thì mình gõ nó cũng sướng hơn nữa, đỡ bị bóng. Về cái bản màu hồng của thằng Idra full hồng thì nó chỉ là như ABS thôi. Và giá của nó thì cũng sấp xỉ với cái bộ PPT này, thì theo mình tốt nhất thì cứ nên mua một bộ PPT bấm cho nó sướng. Việc đầu tiên thì chúng ta sẽ bỏ hết cover keycap sang một bên. Đó, chúng ta sẽ đến với chiếc bàn phím và cái cạc này. Chúng ta sẽ tháo bàn phím ra. Về con bàn phím này thì nó sẽ là dạng cái cover nó nằm bên ngoài, chúng ta chỉ cần lật ngược lại. Và như các bạn thấy đây, cái cover của nó sẽ vòng xuống đây và nó sẽ không có con ốc nào hết, cho nên chúng ta không cần phải tháo ốc. Để mà gỡ cái cover này ra khỏi con bàn phím thì cái điểm chú ý khi mà gỡ cái con này ra để chúng ta phải đưa cạc xem thử cái chỗ nào mà nó hở có thể nhét được cái cạc này vào để chúng ta có thể khui. Thì mình thấy cái điểm mà hở nhất thì có lẽ là ở ngay các mép đây. Khi mình đưa vào chúng ta sẽ thấy nó có cái khoảng hở ra. Còn nếu như mà các bạn muốn chắc chắn thì các bạn có móng tay á, thì các bạn đưa móng tay vào. Các bạn hơi nạy lên một chút cho nó có cái khoảng hở để mình nhét cái cạc này vào. Đây. Đó, đặc biệt là cái khúc ở giữa đây thì nó đã khá là mềm. Khi mình đưa móng tay vào thì nó sẽ hở ra một đoạn rất là to. Mình sẽ dễ dàng đưa cái cạc vào như thế này. Khi mình đưa cái cạc vào rồi thì mình có thể vuốt ở bên trái một xíu. Mình đưa hẳn qua bên trái nhé. Khi nào mà các bạn không thấy không đưa được nữa thì dừng lại. Đó. Khi bạn đưa thì các bạn cố gắng nảy nó ra một xíu cho nó bật cái lẩy ra. Đó. Khá là đơn giản thôi. Nó cũng nhẹ nhàng chứ nó không có gì phải, không có cứng như những cái con khác. Nó cũng khá là nhẹ thôi. Đó. Bạn đưa qua đưa lại. Khi nào mà các bạn thấy cái lẩy của nó, những cái chốt đó, cái chốt của cái phía trước này này, nó nảy ra hết là được. Đó, nó đã lấy ra một cái chốt này. Đây là có một cái chốt nữa này. Ở đây có một cái chốt nữa này. Và là phía bên này nó sẽ còn một cái chốt nữa. Ta sẽ cố gắng đưa nó ra luôn. Đó, hơi đẩy nhẹ lên một xíu nhé. Đó, các bạn đã thấy là nó đã bung hết mấy cái chốt, cái ngàm để mà giữ cái nắp ở phía trên lại. Rồi chúng ta sẽ đến với cái đường ở phía sau. Cái đường ở phía sau này thì mình cũng làm tương tự như ở phía trước, nhưng mà các bạn lưu ý khi mà chúng ta mở cái phía sau á thì chúng ta cố gắng giữ cái ở phía trước này đừng cho nó lật. Tức là đừng cho nó quay trở vô lại cái ngàm cũ, mà chúng ta phải cố gắng là giữ vừa cả phía trước cả và sau luôn. Chúng ta sang phía sau thì nó sẽ cứng hơn một chút. Nhưng mà không sao, ở phía mép này chúng ta vẫn có một cái chỗ để mình luồn cái cạc vào. Đó.
Khi mà luồn vào thì chúng ta sẽ nghe được cái tiếng lẫy nó lẫy ra. Cũng khá là dễ, gần tương tự như là cái phí mặt trước thôi. Rồi. Ok, như vậy là các bạn đã thấy rồi đó. Chúng ta đã mở hết ra được cái lẫy ở phía trên này đây. Lúc này thì khi chúng ta quay bàn phím lại, ta có thể mở được cái nắp này ra rất là dễ dàng. Rồi đây, đây là con bàn phím Eudora EK387. Ta cũng có thể mở ra được luôn. Nó lật mặt sau ra. Đó, chúng ta có thể thấy được nội thất bên trong của chiếc bàn phím EK387 khá là chỉnh chu. Và cái điểm nâng cấp của cái dòng 2020 này, đó là cái phiên bản mới ấy, thì nó sẽ có cái tấm play này màu trắng. Và cái play màu trắng này sẽ giúp cho cái đèn LED hắt sáng ra ngon hơn nhiều so với những chiếc play màu đen, tức là nó sẽ sáng tỏa đều ra. Và khi mình thay bộ keycap vào thì nó cũng sẽ hợp lý hơn. Cả bộ cái cover nữa. Đây, bây giờ mình sẽ thử ướm cái cover màu hồng vào nhé. Đây là cái cover màu hồng. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nó cũng vừa khít luôn. Ta chỉ cần ấn xuống một phát thôi là nó sẽ vào khít như là một chiếc bàn phím màu hồng luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái phần đó là thay keycap. Sau khi mở cái cover ra thì chúng ta có thể nhổ keycap một cách dễ dàng rồi. Bây giờ mình sẽ cùng thay cho các bạn xem nhé. Ok, như vậy là mình đã tháo hết keycap của em này ra rồi. Như các bạn đã thấy thì đây là bản Red Switch. EK387 thì có thể hỗ trợ thay nóng switch, cho nên là cái switch này nó cũng không có quan trọng nhiều lắm. Bây giờ mình thử cắm led vào cho các bạn xem nhé. Vì đây là cái bản RGB cho nên led của nó khá là lung linh. Cộng với lại cái play của nó đã sơn màu trắng sẵn rồi, cho nên nhìn led nó khá là đẹp. Đó, tí nữa mình sẽ lên cái dàn keycap trắng hồng cho em này. Và đây là cái bộ keycap trắng hồng. Bây giờ mình sẽ thay cái bộ keycap này cho chiếc bàn phím EK387 RGB nhé. Như các bạn đã thấy là cái bộ keycap này là bộ full size. Thì tất nhiên rồi, họ bán thường là chỉ bán full size thôi. Ít ai bán mà bộ keycap TKL lắm. Full size hoặc là 60 TKL thì khá là hiếm. Và cái bên cái bộ màu hồng của Eudora thì nó cũng sẽ là full size. Đó. Thì bây giờ mình sẽ lắp cái bộ TKL này vào trong chiếc bàn phím Eudora nhé. Ok, như vậy là mình đã vừa mới thay xong cái bộ keycap PPT màu trắng hồng rồi cho em bằng phím EK387. Thì công việc tiếp theo thì chúng ta chỉ cần việc lắp cái cover này vào thôi, cái cover màu hồng này. Đó. Đó, thì như các bạn đã thấy thì khi chúng ta lắp vào, chúng ta chỉ cần ấn đều các chỗ mà các cái lẫy mà nó đã... Khi mà mình gỡ ra mình đã biết vị trí rồi, mình ấn vào nó kêu tắt, chứng tỏ là nó đã vào trong khớp của nó rồi. Và các bạn thấy là cái màu của cái cover này nó hoàn toàn trùng khớp với màu của cái bộ keycap PPT này.
Và những cái ký tự bộ ký cáp PPT này nó cũng khá là mỏng manh, nhìn nó khá là sắc nét. Và mình thích cái kiểu ký tự như thế này, nhìn nó nhỏ gọn và nhìn nó thanh thoát hơn nhiều so với những cái ký tự mà kiểu to đùng thì nó hơi tàu tàu một xíu. Ok, bây giờ thì mình sẽ lên led cho các bạn xem nhé. Rồi, như các bạn đã thấy thì chúng ta đã có một chiếc bàn phím cơ màu hồng và có bộ keycap hồng, cùng thời là cũng sẽ có đèn led RGB luôn. Nhìn phía dưới nền thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái nền nó màu trắng nên hoàn toàn sẽ không có bị chối như những cái phiên bản trước đó. Và khi chúng ta lắp vào thì có cảm giác như đây là sinh ra là nó đã như vậy rồi, chứ không phải là do mình đã móc hay là mình đã thay đổi cái cấu trúc của bàn phím, tại vì cái khung này cũng chính là do IDRA sản xuất ra mà thôi. Để thay đổi chiếc bàn phím này, và chúng ta sẽ có một phiên bản RGB màu hồng LED RGB khá là đẹp. Và tất nhiên thì cái bộ keycap PPT này sẽ cho cảm giác gõ sướng hơn so với bộ ABS, đồng thời là nó cũng sẽ không có bị bóng theo thời gian, sẽ khá là lâu mới bóng được, còn ABS thì nhanh lắm đó, rất là ngon luôn. Chỉ có tiếc một điều nữa là cái dây này mình không thể đổi sang dây màu trắng được. Nếu mà bạn nào có thể móc dây được nữa thì rất là tuyệt vời, nó sẽ đồng bộ luôn. Và phía dưới gầm thì tất nhiên là vẫn là màu đen. Và cái gầm này thì nếu như mà các bạn muốn thì các bạn cũng có thể gỡ ra và chúng ta đem đi sơn lại. Cái khung cũ này thì các bạn cũng có thể kiếm những cái dòng sơn sơn xe thì chúng ta cũng có thể sơn lại cho nó một lớp cho nó khác biệt, khác bọt rồi chúng ta thay cũng được. Nếu mà các bạn không có đủ chi phí để mà mua thêm cái cover này thì chúng ta cũng có thể tháo cái cover ra và chúng ta sơn lại. Có rất là nhiều bạn đã thử cái này rồi và khá là ok. Và bây giờ mình sẽ quay toàn cảnh chiếc bàn phím này cho các bạn coi nha. Ok, như vậy là mình sẽ kết thúc video tại đây. Chúng ta sẽ bỏ ra thêm khoảng 300 ngàn để mà có một cái bàn phím màu hồng LED RGB và có trải nghiệm gõ tốt hơn khá là nhiều. Theo như các bạn thì thấy như vậy có đáng hay không? Hãy để lại bình luận ở phía dưới phần comment nhé. Với tổng chi phí bỏ ra thì khoảng tầm 1 triệu. Đúng rồi, cả bàn phím, cả cover, cả keycap. Thì chúng ta sẽ mất khoảng 1 triệu cho một chiếc bàn phím cơ TKL màu hồng LED RGB khá đẹp. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear để theo dõi thêm nhiều cái video khác về gaming gear nhé. Bye bye.